sẵn. Vào một ngày nắng đẹp, những chú dê con đang vui vẻ chơi đùa bên hồ nước gần thị trấn. Mọi người, mau nhìn con thuyền của em, nó đang di chuyển rất nhanh. Ê, ghê quá, mình không thích chèo thuyền chút nào. Mẹ ơi, mẹ nhìn con thuyền lớn mà tụi con đã làm nè. Nó vật lộn trong sóng biển của Đại Tây Dương. Wow, con thuyền phải rất khó khăn mới hoàn thành chuyến đi. Hay là tất cả chúng ta đi thuyền đến thành phố New York ở Bắc Mỹ mùa hè này. Các con nghĩ sao? Hay quá! Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng trôi qua. Và cuối cùng, học kỳ cũng đã kết thúc. Kỳ nghỉ hè đã đến. Sau khi chuẩn bị xong xuôi cho chuyến đi, mọi người hớn hở lên tàu. Bây giờ làm sao mình đến đó đây? Nhìn kìa, tòa nhà ở nơi này cao quá. Các con nhìn kìa, đó là cầu Brooklyn. Nó được xây dựng cách đây 150 năm. Có rất nhiều tòa nhà chọc trời ở thành phố New York này. Ta sẽ lên tầng trên cùng của một tòa nhà. Cuối cùng cũng đã đến được đất liền. Để xem những con dê này sẽ đi đâu. Đuôi của mình, trời ạ, đau quá. Dê mẹ và các chú dê con vui vẻ bắt đầu chuyến tham quan thành phố. Điểm dừng chân đầu tiên của họ là Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ. Thật là bất công. Gia đình nhà dê rời khỏi bảo tàng lịch sử và lên đường đến bảo tàng nghệ thuật Metropolitan, bảo tàng nghệ thuật lớn nhất của nước Mỹ. Dừng lại, đừng bỏ ta ở đây. Ta thật mệt mỏi khi phải đuổi theo các người. Dê mẹ và bầy dê con đang xem những bức tranh sơn dầu và tác phẩm điêu khắc trong bảo tàng. Nhìn kìa mẹ, kia là nghệ sĩ ba lê, trông họ đẹp quá đi. Trong khi đó, sói đang âm thầm nghe những lời bình luận của những chú dê con đang đứng trước một bức tranh sơn dầu. Chắc bức tranh được vẽ vào một ngày trời nổi giông bão. Nó trông giống như đại dương mà ta từng đi qua. Mình ghét bị ướt. Mình chẳng thích sóng biển chút nào cả. Sao mình xui quá vậy? Ở đâu lại có nhiều nước vậy chứ? Nếu sói ở đây, ông ta chắc chắn sẽ tìm cách mang bức tượng vàng này về nhà. Đúng là một con sói ngốc. Em nói đúng, chắc chắn ông ta sẽ làm vậy. Đó là gì vậy? Đây là loại tượng gì? Đây là vàng sao? Mình đuổi theo những con dê ngu ngốc này để làm gì? Mình phải tìm cách lấy được bức tượng vàng này về nhà, nhưng bằng cách nào? Cách gì đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Những mũi tên này từ đâu đến?
mình thật sự rất xui xẻo. À, cứu tôi với! Những giờ còn lại, dây mẹ và lũ trẻ tiếp tục lang thang ở thành phố. Mẹ ơi, khi nào ta có thể nhìn thấy quang cảnh tuyệt vời của thành phố New York? Chắc con, chúng ta sẽ ngắm toàn cảnh thành phố trên đỉnh tòa nhà 102 tầng. Là tòa nhà Empire State hả mẹ? Ừ, đúng rồi. Nó là tòa nhà cao nhất thế giới suốt 40 năm sau khi được xây dựng. Tất nhiên, sau đó có rất nhiều tòa nhà chọc trời khác xuất hiện. Cả nhà bước vào tòa nhà Empire State và tất cả xếp hàng để đi thang máy. Mình bị hụt mất rồi. Mẹ, các anh em ơi, các chị em ơi. Xin chào anh bạn nhỏ. Đừng sợ. Chúng ta sẽ đi thang máy khác. Qua đây nào. Ta sẽ đưa cậu lên đó. Ai sẽ tin ông chứ, đồ sói xấu xa. Tôi sẽ không đi với ông. Tại sao? Ta rất đáng tin cậy. Ở trong rừng, mọi người đều tin tưởng ta. Ừ, được rồi. Không, tôi sẽ không đi đâu. Thôi được rồi, không đi thì thôi. Cậu muốn làm gì cũng được. Hey. Dây nhạc sĩ cảm thấy sợ hãi. Nhưng nếu sói có thể đi thang máy khác, vậy cậu ấy cũng có thể làm tương tự. Ở đây sảnh nào cũng giống nhau. Và mình không tìm thấy thang máy nào khác. Mình nghĩ mình bị lạc mất rồi. Còn sói, nó phải đối mặt với dây mẹ đang giận dữ khi lên đến tầng cao nhất. Mau nói cho tôi biết đồ sói xấu xa. Con của tôi ở đâu? Nếu không thì... Không, không, nhưng lần này ta không làm gì cả. Ta xin thề. Tại sao chúng tôi phải tin ông sói xấu xa? Ông luôn muốn bắt chúng tôi. Lần này ta không làm gì hết. Ta nhìn thấy thằng bé ở tầng dưới, ta muốn giúp. Nhưng thằng bé từ chối. Ta nói thật đó, sự thật là vậy. Giờ anh phải đi với chúng tôi. Tôi sẽ không để anh đi cho đến khi tìm thấy con tôi. Nếu không, tôi không tha cho anh. Ôi, đau quá. Được rồi, ta đồng ý. Sau khi mọi người xuống tới dưới, họ quyết định tách ra để đi tìm dây nhạc sĩ. Anh đang ở đâu, dây nhạc sĩ? Này, ngươi đang ở đâu vậy, chú dê nhỏ? Con đang ở đâu vậy, dê nhạc sĩ, dê nhạc sĩ? Dê nhà tạo mẫu, anh ở đây. Nhưng hãy im lặng, sói đang đuổi theo anh. Chúng ta phải cẩn thận. Anh đừng sợ, ông ta đang giúp ta. Mẹ nói với sói rằng mẹ sẽ giặt trụi lông của ông ta nếu không tìm được anh. Mẹ ơi, bọn con ở đây nè. Ta rất mừng khi nhìn thấy cậu. Ta sợ lắm đó. Đứng yên, để ta hôn cậu nào. Ông sói, ông gớm ghiếc quá. Ông đang làm gì vậy? Mặt tôi toàn nước miếng của ông à. Được rồi, chúng ta đã tìm thấy anh trai con. Vì vậy chúng ta sẽ đi dã ngoại ở công viên trung tâm. Mẹ ơi, ông sói cũng đã giúp chúng ta. Ta mời ông ấy đi cùng nhé. Ông sói, ông có muốn đi dã ngoại với chúng tôi không? À, ai? Ta hả? Ý cô là con sói này à? Ta đó hả? Phải, là ông đó đồ ngốc. Tuyệt quá. Ta thích dã ngoại lắm.